Toàn chức pháp sư, tác giả, Loạn, dịch truyện và edit video, Đặt Lê View, giọng đọc, Ban Mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 13, sáng hôm sau, xe buýt xuất phát, hôm nay là một ngày nắng vàng. Rất hợp đi du lịch đó đây. Trạm tiếp theo là Bình Ấp Trấn. Bình Ấp Trấn cùng Chân Danh Trấn đều là lấy nghề chăn nuôi làm chủ yếu. Sùng Minh Đảo ngày càng hấp dẫn khách tới thăm, bởi vì có hệ sinh thái nông trường rất đẹp. Còn chưa có tới Bình Ấp Trấn, liền có thể trông thấy hai bên đường là những cây xanh mơn mởn, mỗi một gốc đều được chăm sóc tỉ mỉ, một cảm giác tươi mát bắt lấy mọi ánh nhìn. Trên xe buýt, Linh Linh vẫn ngồi chăm chú nhìn máy tính rồi nói: bắt đầu từ đây là Bình Ấp Trấn rồi. Mọi người không nói gì. Mục Ninh Tuyết thì vẫn đang chăm chú ngắm cảnh bên ngoài. Mạc Phàm lúc này cảm thấy có vẻ hơi khát, liền lấy ra một chai nước uống, nhìn đăm chiêu cảnh đẹp bên ngoài. Kít, xe buýt bỗng nhiên phanh kít lại, chai nước của Mạc Phàm đột nhiên rơi xuống, lăn về phía người ngồi phía trước. Đây là cậu Thanh nên có mái tóc đầu đinh, cậu ta liền cúi xuống nhặt hộ chai nước, đưa cho Mạc Phàm, tiện thể cậu ta lên tiếng làm quen. Xin chào, mấy người cũng đến Bình Trấn Áp chơi hả? Đúng thế. Mạc Phàm đáp, tuyệt tuyệt. Đẹp quá. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một bãi cỏ mênh mông thơ mộng như vậy. Một tiếng nói cảm thán từ một cô gái phát ra, làm chặn những lời nói của nhóm người Mạc Phàm. Tới đã nói rồi. Các cậu sẽ không hối hận khi đến đây chơi đâu mà. Một nam thanh niên tóc xoăn mang thêm kính mắt cười nhẹ. Thật là tuyệt vời. Một cô gái tóc đen nói. Các cậu xem, hướng kia có ngôi nhà đẹp lắm, giá như mình có thể ở đó. Bên cửa sổ Tế Lưu Hải hưng phấn nói, Mạc Phàm thì ngơ ngác. Chỉ là cảnh đẹp thôi mà, có cần kích động vậy không? Yên tâm, đêm nay các cậu sẽ được nghỉ ngơi ở đó, Triệu Phẩm Lâm nói đầy đắc ý. À, Triệu Phẩm Lâm, cậu đúng là tuyệt vời, tớ chưa từng nghĩ mình sẽ được ở cái ngôi biệt thự như thế này bao giờ cả. Mọi người vây quanh Triệu Phẩm Lâm reo hò, phấn khích không ngừng. Triệu Phẩm Lâm dường như rất thích hưởng thụ cái cảm giác được ca ngợi, từ lúc đầu đến giờ luôn nở nụ cười. Đột nhiên, ánh mắt hữu ý của hắn hướng đến hàng ghế xe buýt phía sau. Tôi đến đây tham quan du lịch cùng các bạn cùng lớp. Các bạn cũng vậy hả? Vĩnh Thịnh hỏi, Linh Linh nhanh nhảu đáp. Vâng, bọn em đến chơi ạ. Thấy Vĩnh Thịnh đang nói chuyện cùng một nhóm người, thế là liền đi xuống chào hỏi. Vinh Thịnh, bọn hắn là bằng hữu của ngươi sao? Triệu Phẩm Lâm thuận thế hỏi. Trên thực tế Triệu Phẩm Lâm vừa lên xe liền chú ý tới cái khí chất kiều diễm của cô gái phía cuối xe buýt, tướng mạo tuyệt sắc giai nhân. Chỉ tiếc là thấy bên cạnh đó có thêm một nam thanh niên đi cùng, điều này khiến Triệu Phẩm Lâm cảm thấy hơi chán. Lần này nhìn thấy Vĩnh Thịnh đã cùng bọn hắn bắt chuyện lên, thế là thuận nước đẩy thuyền. Vĩnh Thịnh, những người này, họ là bạn của cậu à? Triệu Phẩm Lâm bước đến hỏi. À, vừa mới quen ấy mà, họ cũng đến Bình Trấn chơi, nên tới bắt chuyện. Vĩnh Thịnh lộ ra tương đối chất phác, gãi đầu có mấy phần ngại ngùng. Tất cả mọi người đều là người đồng lứa, càng đông càng vui, ba cậu muốn đi chơi cùng chúng tôi không? Tôi sẽ gọi điện thông báo quản lý ở biệt thự, để thu xếp phòng cho các cậu. Triệu Phẩm Lâm rất nhanh liền tìm được cái cớ để mời những người này đến ở chung chỗ với mình, mục đích chính là làm quen với Ninh Tuyết. Như vậy không hay lắm đâu. Mạc Phàm xua xua tay, từ chối ý tốt của cậu bạn này. Mục Ninh Tuyết thì không nói lời nào, dường như nàng bơ trước lời đề nghị đó. Cô gái tóc vàng nói, có một số bạn trong lớp bọn tớ không đi được, nên còn nhiều phòng trống lắm. Đúng vậy mà bọn tớ đã đặt phòng trước rồi, thật là lãng phí nếu để phòng trống. Cô gái tóc đen cũng lên tiếng mời nhiệt tình. Đứng trước lời mời nhiệt tình này, thì Mạc Phàm muối mặt rồi. Không biết từ chối sao cho hợp lý trước lời mời của hai người đẹp. Thực ra Mạc Phàm cũng thích ở đó, nhưng vì là đàn ông, nên Mạc Phàm hiểu rõ một điều là, cái thằng ngụy quân tử kia nó đang muốn cái gì. Dụ mãi mới có một lần được đi tuần trăng mật với Ninh Tuyết mà để thằng này, sơi thì bỏ mẹ, càng bớt đối thủ càng tốt. Thấy khó từ chối, Mạc Phàm hẩy hẩy tay Linh Linh, ra ám hiệu giúp đỡ. Ok, Linh Linh lên tiếng. Mạc Phàm bất ngờ vừa định lên tiếng thì Linh Linh đẩy Mạc Phàm về sau. Thật tuyệt, em cũng muốn sống ở đó. Linh Linh nói, nghe được câu này Mạc Phàm tức đến nỗi tóe cả máu. Câu nói này làm cho Mục Ninh Tuyết cũng ngớ cả người, cô ấy chưa hiểu chuyện gì đang và đã xảy ra. Nhận được tin này, đúng như ý nguyện. Triệu Phẩm Lâm hoan hỉ nói, tốt, tốt, không thành vấn đề. Mình có căn phòng view hồ cực kỳ đẹp. Mở cửa ra có thể ngắm toàn cảnh, a hi hi, thật là tuyệt quá đi. Linh Linh nắm hai bàn tay trước ngực nhìn về phía Triệu Phẩm Lâm với vẻ mặt mãn nguyện. Lúc này hắn giống như một nam thần, Linh Linh vui một, hắn còn vui mười ấy chứ. Nhưng mà, như vậy thì làm phiền mấy anh chị quá. Linh Linh tỏ vẻ ái ngại nói,
Không phiền. Anh thật sự rất vui khi có một cô bé bé đáng yêu như em đến ở cùng đấy. Triệu Phẩm Lâm cười trở lại trên vị trí của mình, Linh Linh đưa tay ra vẫy nói lời cảm ơn. Rất hân hạnh. Tôi chờ các cậu nhé. Triệu Thẩm Lâm đáp lại. Mục Ninh Tuyết cũng có chút không hiểu, không rõ Linh Linh tại sao phải cùng đám người này cùng một chỗ. Sau khi gửi lời cảm ơn xong, Linh Linh quay về chỗ ngồi của mình, lập tức cái cô bé tiểu ma mị này, thay đổi biểu cảm khuôn mặt 180 độ. Trở về nét mặt nghiêm túc như thường ngày, Linh Linh lúc này mới nói. Ta vừa rồi nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, lộ trình của hộ rất giống với chúng ta. Hắc giáo đình sẽ không nghi ngờ một nhóm sinh viên trẻ tuổi, đầu óc đơn giản như thế này đâu. Đúng thật. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, xác thực quả là có lý. Nếu lấy lý do đi tham quan ngắm cảnh thì rất dễ bị lộ, mục đích quá trực tiếp, rất dễ dàng bị nhìn ra, có trời mới biết người của Hắc giáo đình đang ẩn trốn ở nơi nào, mà tên kia có vẻ rất đào hoa. Ta có thể nhìn thấu tham muốn của hắn, hắn đúng là một tên tồi tệ. Mạc Phàm vừa thốt lên câu này xong thì hai cô nàng cũng thầm nghĩ trong lòng. Ủa, hai gã đàn ông này có khác gì nhau đâu, toàn kiếm lý do để thịt con gái nhà người ta. Khu biệt thự, thoáng chốc đã tới khu nghỉ dưỡng 5 sao, Phẩm Lâm. Xin mời vào, mời vào. Một người trung niên mặc Âu phục cười nhẹ nhàng đi ra. Đi theo ông ta còn có 4-5 nhân viên phục vụ, bọn hắn mặc thống nhất, mang theo màu đỏ mũ mềm, vô cùng có lễ phép tới trợ giúp mọi người xách hành lý. Cùng không cần kiểm tra gì đâu. Đưa các vị khách đây về phòng luôn đi. Viên quản lý cười rồi phân phó nhiệm vụ cho nhân viên phục vụ. Đám người tuổi trẻ này bên trong ắt hẳn con cháu có thế lực, nếu không sẽ không nhận được đãi ngộ tốt đến như vậy. Này, bọn ta đều đói bụng rồi. Lão Kỳ, ông đã chuẩn bị bữa trưa cho ta chưa? Triệu Phẩm Lâm hỏi. Có, đương nhiên là có. Lối này. Xin mời, Kỳ quản lý duy trì nụ cười và dẫn đường cho mọi người. Quản lý Kỳ dẫn mọi người đến phòng ăn lễ phép nói. Mọi người đợi một lúc. Bữa trưa đang được chuẩn bị ngay đây, cô gái tóc vàng tỏ ra hứng thú, ngó nghiêng đó đây, như là chưa thấy bao giờ cả, vẻ ngây thơ của cô gái ấy đúng là bấy bì mà. Một lúc sau khi dùng bữa xong, Lão Kỳ đưa mọi người đi nhận phòng, Triệu Phẩm Lâm mở cửa dẫn ba người họ vào. Ba cậu cũng vào phòng của mình đi, sau khi đưa họ trở về phòng Phẩm Lâm tức giận hỏi Lão Kỳ. Có chuyện gì thế? Gian nhà View Hồ sao lại không được ở, ta đã căn dặn trước rồi mà. Quản lý Kỳ nói, đã có người thuê rồi. Bên này cũng vậy, giống nhau. Họ thuê hết những căn đó. Tôi rất xin lỗi. Ông đang đùa ta à? Sao lại như vậy? Triệu Phẩm Lâm lập tức chất vấn Lão Kỳ. Quản lý Kỳ rơi vào thế khó, hạ giọng nói. Thưa Triệu Đại Công Tử, cậu đưa bạn đến chơi, ta rất hoan nghênh. Nhưng mà... Thôi khỏi, đám người mới đến thuê là ai? Triệu Phẩm Lâm hơi có bất mãn. Bọn họ đều là một nhóm cung cấp ma cụ quân sự. Quản lý Kỳ nói. Họ đang làm gì ở đây thế? Triệu Phẩm Lâm hỏi thêm, Lão Kỳ nhẹ nhàng nói. Theo như tôi biết, 5 ngày sau, sẽ có bài phát biểu của Mẫn Thiên Sư. Tất cả phòng đều là thính giả đến đặt, Mẫn Thiên Sư là cái khỉ mẹ gì? Triệu Phẩm Lâm không hề biết, chưa từng nghe nói nhân vật này. Tiểu tổ tông của ta, cậu cũng đừng nói loại lời này ra ngoài, bị đám fan cuồng nghe thấy, nhổ nước bọt thôi cậu cũng chết rồi, quản lý Kỳ nói. Được rồi, ta cũng lười đi tìm hiểu, tóm lại ngày mai ngươi phải đem các phòng đó để lại cho ta, Triệu Phẩm Lâm nói. Dạ vâng. Lão Kỳ nhẹ nhàng đáp. Quay trở lại phòng, Linh Linh vừa uống sữa vừa đăm chiêu gì đó. Mạc Phàm thấy tò mò liền hỏi. Em phát hiện ra gì rồi à? Linh Linh nhìn lườm Mạc Phàm một cái, đang định nói thì tiếng cốc cốc vang lên. Triệu Phẩm Lâm mở cửa vào nói. Chúng ta đi ăn thôi, rồi sau đó đi dạo, khá là thú vị đó. Linh Linh lúc này thay đổi cảm xúc lạ kỳ, trở thành cô bé đang yêu ngay lập tức. Dạ tuyệt quá, em đang rất mong chờ. Thế rồi tất cả mọi người đi ăn đêm. Sau đó nhất trí cùng nhau ra ngoài sân ngồi nhóm lửa nói chuyện. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi Đặt Lê View. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.